Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 13 tháng 1 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Đội tuyển Việt Nam thoát được quái vật Mitoma. Thưa quý vị, đội tuyển của chúng ta sẽ chính thức ra sân tại vòng chung kết Asian Cup năm nay, gặp đối thủ rất mạnh ứng viên vô địch Nhật Bản vào 18:30 tối ngày 14 tháng 1. Những chiến binh sao vàng của chúng ta bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội tuyển số 1 của châu Á. Dẫu vậy, ở những lần chạm trán gần đây, đội tuyển Việt Nam đã từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Samurai Xanh. Cụ thể hơn, theo thống kê trong 4 trận đấu gần nhất, chúng ta, những chiến binh sao vàng đã có 1 trận hòa cùng 3 thất bại tối thiểu. Mới đây, một tín hiệu cũng rất lạc quan đến với thầy trò huấn luyện viên Philippe Tourier. Theo đó thì đội tuyển Nhật Bản khả năng cao sẽ không có được sự phục vụ của ngôi sao số 1 Kaoru Mitoma trận ra quân. Theo nguồn tin của Sponichi thì Mitoma có thể trở lại tập luyện nhưng vẫn cần sự kèm cặp riêng của đội ngũ y tế và theo dõi rất sát sao. Tiền vệ thủ biên chế của Brighton được cho là sẽ nghỉ ngơi ở hai lượt trận đầu tiên bảng D Asian Cup 2023, đó như trận đấu đối đầu với Việt Nam và Iraq. Huấn luyện viên Moriyasu nhiều khả năng chỉ sử dụng Mitoma trận đấu cuối cùng gặp Indonesia nếu nhanh đảm bảo thể trạng. Với đẳng cấp cùng gian hào thủ châu Âu, đội tuyển Nhật Bản được đánh giá đương nhiên không gặp quá nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 với ngôi Nhật Bản. Chia sẻ trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Nhật Bản thì Mitoma đã cho biết như sau: "Những cơn đau đang dần biến mất, cơ hội ra sân sẽ phụ thuộc vào sự hồi phục của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu như mình có thể thi đấu ngay ở lượt trận đầu tiên. Asian Cup là một giải đấu khó khăn, một giải đấu lớn, nhưng tôi đã có kinh nghiệm tại World Cup và tôi nghĩ nó có thể giúp tôi tận dụng kinh nghiệm của mình từ các trận đấu ở ngoại hạng Anh nữa. Đội tuyển Nhật Bản sẽ phải lên ngôi vô địch ở châu Á." Trước đó, Kaoru Mitoma từng dính chấn thương cho trận hòa 1-1 giữa câu lạc bộ Brighton và Crystal Palace vào thời điểm cuối năm 2023. Và theo dự kiến của đội ngũ y tế, anh sẽ mất từ 4 đến 6 tuần, tức là hơn 1 tháng bình phục. Nhưng cuối cùng anh vẫn được triệu tập lên đội tuyển Nhật Bản, dù trước đó có tin đồn anh không thể tham dự. Mitoma từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022 trên sân Saitama, nơi mà chứng kiến trận hòa 1-1 chấn động của những chiến binh sao vàng đội tuyển Việt Nam. Nhưng tóm lại là cơ hội cho chúng ta hiện tại vẫn đương nhiên là khá thấp. Một thống kê đáng ngạc nhiên với đội tuyển Nhật, đó là họ mới chỉ nhận 1 thất bại trong 18 trận gần nhất tại Asian Cup với 13 chiến thắng, 4 trận hòa. Kết quả thua duy nhất của những chiến binh Samurai Xanh là trận chung kết năm 2019 khi họ thua chủ nhà Qatar năm nay với tỷ số là 1-3. Ngoài ra, không một đội nào sở hữu nhiều quả tạt hơn đội tuyển Nhật trong một trận đấu với 36 lần. Tính tổng thể ở Asian Cup 2019, chỉ Australia với 132 quả tạt là có thông số tốt hơn Nhật Bản 129 lần. Không bất ngờ nếu như đây sẽ là một trong những phương án tấn công mà đội tuyển Nhật Bản sẽ sử dụng trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Những hiểm họa ở hai hành lang biên, chúng ta cần phải hết sức đề phòng. Ten Hag vẫn khen Antony đá hay. Trong cuộc báo trước trận cầu đinh gặp gà trống Tottenham Hotspur cuối tuần này tại Premier League, huấn luyện viên Mười Khó khi được hỏi về tình hình của Antony thì ông trả lời rằng cầu thủ người Brazil vẫn chưa ghi bàn hoặc kiến tạo cho Manchester United vào mùa giải này, nhưng ông vẫn đề cao cậu trò cũ. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ năm đầu tiên của Antony tại Man United rất ổn và cả giai đoạn tiền mùa giải này cũng vậy. 4 trận đầu tiên cậu ấy đều rất hay. Tuy nhiên, các vấn đề bên ngoài sân cỏ đã khiến cậu ấy không thể thi đấu. Kể từ thời điểm đó và sau khi trở lại, Antony đã không mang lại màn trình diễn mà chúng tôi và mọi người mong đợi. Dẫu vậy, huấn luyện viên đến từ Hà Lan vẫn tin rằng Antony chỉ gặp một chút vấn đề về tâm lý, chứ anh không hề gặp khó khăn trong việc thích nghi với Premier League. Đồng thời, ông thầy người Hà Lan cũng động viên cậu trò sớm lấy lại phong độ tốt nhất. Nhìn lại quãng thời gian ở Ajax, hiệu suất và kết quả đầu ra trên sân của Antony là rất cao. Và nên nhớ rằng cậu ấy đã làm được điều đó ở Champions League. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng cậu ấy có năng lực tác động lên cục diện trận đấu với những đường truyền quan trọng, những quả tạt, những pha dứt điểm. Antony nên trở lại với tiêu chuẩn khi đó. Nhưng tất nhiên là ở Premier League khó khăn hơn, cậu ấy vẫn có thể khả năng làm được. Chỉ là quá nhiều vấn đề ở bên ngoài sân cỏ đã tác động đến cậu ấy. Antony cần phải làm tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy hết sức, nhưng cậu ấy cũng sẽ phải cố gắng để tiến bộ. Theo The Athletic, các tuyển trạch viên của Manchester United dưới thời Solskjaer từng định giá Antony chỉ 25 củ bạc. Tuy nhiên, anh lại cập bến câu lạc bộ dưới thời Ten Hag với giá là 85 củ bạc. Màn trình diễn không tương xứng với giá tiền khiến Antony bị coi là bom xịt lớn nhất tại Man United dưới kỷ nguyên Ten Hag. Ở mùa này, cầu thủ người Brazil chưa có nổi một bàn hay một pha kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Messi lại làm cổ động viên Mỹ phát cuồng trước cả khi mùa giải mới bắt đầu. Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Lionel Messi đang chuẩn bị cho mùa giải trọn vẹn đầu tiên ở MLS và được chụp ảnh đang đổ mồ hôi xuống nước mắt trong phòng tập thể dục cùng với vợ Antonella. Messi đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu lạc bộ mới của mình giành chức vô địch đầu tiên tại League Cup. Nhưng một chấn thương không đúng lúc đã khiến anh phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn cuối cũng rất quan trọng của MLS hồi năm ngoái.
Qua đó thì khiến cho Inter Miami mất một suất tham dự vòng playoff. Phát biểu với truyền thông trước thềm mùa giải mới, huấn luyện viên John Herdman của Toronto cho biết, ngay cả với tư cách là huấn luyện viên của đối thủ, mọi người đều đang xem các lịch trận đấu của Inter Miami. Theo ý của tôi, đây là thời điểm cực kỳ thú vị để MLS có cầu thủ xuất sắc nhất, giải đấu có cơ sở vật chất tốt nhất, lượng người hâm mộ đông đảo nhất và giờ chúng tôi có cầu thủ giỏi nhất từng chơi ở bộ môn thể thao này. Vì vậy, đây chưa là thời điểm thích hợp. Rõ ràng sự hiện diện của Lionel Messi đã nâng cao tầm nhìn toàn cầu của MLS. Điều này được thể hiện qua doanh số bán đấu tăng vọt, nhu cầu bán vé dành cho các trận đấu có sự hiện diện của Messi và Inter Miami tăng cao và lượng người tham dự giải đấu cũng sẽ tăng lên. Và huấn luyện viên của câu lạc bộ Charlotte, Dean Smith, tin rằng chiến thắng tại World Cup của Argentina càng thúc đẩy cơn sốt ở Mỹ của Messi. Tân huấn luyện viên của Charlotte cho biết, ngay khi anh ấy đặt chân đến MLS, đã có sự quan tâm từ những người hâm mộ và từ các huấn luyện viên trên khắp thế giới. Điều đó sẽ không giảm đi, anh ấy mới nâng cao chức vô địch World Cup cách đây 14-15 tháng gì đó. Đó là một cuộc cách mạng rất lớn đối với giải đấu và tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ thay đổi quan điểm của mọi người ở MLS hiện nay. Đây sẽ là một mùa giải 2024 đầy thử thách đối với cá nhân Messi khi mà Inter Miami chuẩn bị tham gia một số giải đấu trong và ngoài châu lục, bao gồm League Cup, US Open Cup, CONCACAF Champions Cup và mùa giải MLS thường kéo dài 34 trận. Hơn nữa, những cầu thủ như Jordi Alba, Luis Suarez và Sergio Busquets đều đang ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, nên đương nhiên vấn đề thể lực khó để đảm bảo để thi đấu dày dặn và liên tục. Tuy nhiên, tiền vệ fullback của câu lạc bộ New York Red Bulls vẫn đánh giá cao câu lạc bộ vùng Florida. Khi bạn nhìn vào bốn cầu thủ đó và những gì họ đã cùng nhau đạt được, thật khó có thể nói rằng họ không phải là những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Inter Miami sẽ giao đấu tại châu Á trước khi mùa giải bắt đầu. Họ sẽ hành quân tới Ả Rập Saudi và Nhật Bản, nhưng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo bằng trận đấu giao hữu với El Salvador vào ngày 20 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, theo cập nhật từ tạp chí GQ, thương hiệu thể thao Adidas và Lionel Messi đã hợp tác để chuẩn bị cho ra mắt phiên bản giày thể thao Samba Cloud White. Đây sẽ là sản phẩm vinh danh chức vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Argentina của Ecuador. Samba được biết đến như một trong dòng giày phổ biến nhất của thương hiệu Adidas và nó cũng có thể được coi là mẫu giày mang tính biểu tượng bậc nhất mọi thời đại vì đã bán được hơn 35 triệu đôi trên toàn thế giới. Theo tờ SCMP, thì Samba là sản phẩm giày thể thao được săn lùng nhất năm 2023, đã được trao giải đôi giày của năm tại chương trình FN Achievement Awards. Và cũng chính vì lý do đó nên Adidas mới quyết định ký kết hợp tác với dòng Samba cùng thương hiệu của Lionel Messi, từ đó tạo ra sự cộng hưởng lớn về việc tăng sức hút đối với khách hàng. Phiên bản giày Samba Cloud White vinh danh Messi vẫn giữ nguyên màu trắng cổ điển, nhưng sẽ có phối màu tím ở gót giày, cũng như họa tiết ba sọc, cũng như họa tiết liên quan đến biểu tượng của Adidas. Chi tiết nổi bật nhất có lẽ phải kể đến logo màu xanh neon của Messi được dán trên lưỡi giày kết hợp chữ Samba màu vàng ở bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên Adidas vinh danh Messi bằng cách thức thiết kế một phối màu Samba cho riêng anh. Hồi năm 2012, thương hiệu này đã chế tác một đôi giày màu trắng và xanh độc quyền dành cho Ecuador nhằm bày tỏ sự kính trọng đối với quê nhà Argentina của anh. Thưa quý vị, giày thể thao Lionel Messi Adidas Samba dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong tuần tới của năm 2024. Một số nguồn tin tiết lộ phiên bản đặc biệt này sẽ có mức giá ước tính 127 đô la Mỹ, tương đương khoảng 3,1 triệu đồng. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin The Shot ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube DVS Vlogs, nhớ bấm chuông để nhận những thông tin mới nhất, hot nhất vào buổi trưa và tối mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo, video tiếp theo của chúng tôi.